Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải anh em ơi. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ làm một video test nhẹ cho anh em xem giữa năm độc với đường môn. Cho anh em xem nhé. Hiện tại hai set đồ thì anh em cũng nhìn sơ qua. Đây anh em ơi. Đây là set đồ đường môn thì Khải đang có là 5 món kiểu môn phái nha mọi người. 5 món kiểu môn phái. Đó. 5 món kiểu môn phái và một set ăn băng hồng mỹ. Một đôi giày kháng hở, tóc chón, quân tiêu, sinh lực. Và con này năm độc thì cũng sẽ đăng ban. Hai vật này đều của Khải nha mày. Ui. À vãi chưa mang hai cái này vào đợi Khải thấy nè mày. Rồi, đây năm độc anh em ơi. Năm độc thì sẽ đăng ban. Khải sẽ test anh em xem. Một tay chú phượng. Áo mình ảo. Một đai lưng u lung. Một cái nón thủ lý làm chậm 25-40. Một đôi giày thủ lý làm chậm 24-40. Một cái đao mắt tóc 30, bên sóng 100, 125 và 200. Thì hai bên thì đều là một trong những account đi solo khá ok nha Nam. Và liệu ngày hôm nay thử con nào win nha Nam ơi. Ở lần trước thì Khải có test. Ở lần trước Khải có test thì với con đường môn không đạt được 158 đâu mọi người. Thì lúc đó là Khải chưa có phi phong này. Thì cái tâm nhãn chỉ có 34 thôi. Thì chưa được đạt 158. Thì đánh không lại con năm độc. Ngày hôm nay thì con đường môn này Khải đã mua cho mình được một cái phi phong nha Nam. Thì đã đạt được 158 nha, tốc độ đánh 158. Và ngày hôm nay chúng ta cùng test mỗi con đều là 60 bình máu sẽ như thế nào và ra sao nha. Liệu con năm độc có thể ăn được đường môn hay không nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đấu qua năm độc. Con đường môn thì Khải sẽ khép góc 3 giờ nha mày. Đánh năm độc phải khép góc 3 giờ nha. Ok, đang năm độc nha. Đang năm độc đây. Bây giờ Khải sẽ đánh cho anh em xem thử như thế nào nha. Một bùa này. Ôi đúng rồi, mang vô thì đường môn không ăn nổi đâu. Giờ sấy nữa ok luôn á. Một đao này. Đứng gần gần tí cho nó dính sâu hình em. Hai đao này. Ui, sớm chết rồi. Khá ở đâu á. Một bắt động này. Năm. Năm này. Ok. Quá đẹp rồi em ơi. Nói chung là lúc nãy là Khải không mang hai cái nhẫn ông bàn á. Đâm ra giật đam chết liền. Còn bây giờ khác liền nha nè. Ok. Chúng ta sẽ test thêm một trận nữa nha nè. Vừa rồi thì hết 17 bình máu. Ui, bên đường môn mất cả mớ máu rồi. Bên đường môn mất đến 22 bình máu. Ok, bây giờ chúng ta lên mua thêm phun máu lần lần nữa nha. Đường môn hết 22 bình máu. Quá dữ. Rồi, bây giờ làm thêm trận nữa nha em ơi. Chung là đặt mất thì đường môn nó sấy khá ở đâu ấy. Nhưng mà vấn đề là con đem độc phải nhồi được hai cái bùa vô. Nhồi được hai bùa vô thì tỷ lệ thắng đường môn khá là cao nha em ơi. Nói chung là mình làm đánh với con đường môn. Muốn cắt được bùi phải nhồi máu nha nè. Ok. Tiếp tục. Đây là máu này là Khải nhồi máu nè mày. Khải nhồi lúc hai bình đó. Vừa cửu chuyển và vừa ngũ hoa ngọc lửa hoàng nè mày. Double máu nhồi giọt lệ nha nè. Rồi, vô. Thêm một trận nữa, test anh em xem. Rồi. Đường môn này thì thực sự thì Khải đã đúng rồi. Bây giờ thì cho anh em xem. Con đường môn này thì đã đạt được 158 nè em ơi. Đã đạt được 158 nha em ơi. Nói chung là full đồ. Và đồ tương đối như nhau. Con này thì lợi được cái phi phong kỹ năng kiểu giống có một cấp. Rồi, xếp đồng bang. Rồi, bao tay địa phách, nón địa phách, áo đạt mắt phục hồi 47 nha em ơi. Một đại lưng thiên quang. Cái này Khải test thôi, đứng một chỗ thôi nè. Còn nếu mà đỡ người cầm thì có thể sẽ tốt hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này Khải đang test một chỗ thử như thế nào thôi em ơi. Rồi. Còn bên này là con năm độc nha em ơi. Vừa rồi thì năm độc anh 1-0 nha. Chúng ta đánh năm round thử như thế nào nha. Năm round với con đường môn khép góc nha. Bây giờ chúng ta sẽ khép góc 6 giờ nha nè. Khép góc 6 giờ để cho đường năm độc nó rất khó xuất kêu bắt bắt độc xuyên tâm. Ok. Năm độc thì đồ đây. Con năm độc thì cấp thấp hơn nha nè. Kỹ năng tiềm năng thì cũng thua xa nha nè. Con đường môn thì đến 1.000 kỹ năng lận. Quên 1.000 tiềm năng lận. Còn quên năm độc này khoảng tầm 800 hơn thôi nè mày. Thua đến gần 200. Thua đến 4 cấp. Đây còn năm độc nha nè. Một tay chú phượng. Một cái áo mình ảo. Phục hồi 46. Thiếu 1%. Một điểm nữa là 47 nè mày. Khá là nhỏ. Một nón. Đây. Một đao mắt. Sẽ đăng băng. Tương đối mắt. Rồi. Ngựa. Bên này vi phong kháng cả 10 nha nè. Rồi. Ok. Dấu bộ. Sấy khá ở đâu quá nè mà. Sau khi đọc móc. Ui. Đâu. Giỡn hoài. Chết liền tại chỗ kìa nè. Gơi chưa.
một điều một điều vãi nồi, đứng bên bồ uống máu không kịp nữa mà knock out liền luôn, vãi thiệt chứ. Mới quen được một mùa knock out này mà, nói chung là con đường môn mà lên được cái nọ cảm giác khá là chất đó nè. Cái nọ đó thì kèm với phi phong thì mới đạt được top như nè. Vừa rồi thì đạt 158 đánh vãi trưởng luôn này mà, chưa kịp di chuyển luôn nè, mới quen được một mùa là chết luôn rồi. Ok, tương đó là một đều như nè mày. Này thì chúng ta cứ auto mặc định đứng một cái góc khép góc để cho nó năm động đứng bên ngoài nha nè. Tiếp tục trận thứ ba. Rồi ok nè mày. Và vừa rồi thì nói chung đã gỡ liều một hòa nha, một đều nha mày. Đang em ơi lực tay Khải nè mày. 10.000 và 8.800, 10.600. Hiện tại bây giờ là thiếu một mạch nạ, nếu mà có mạch nạ 2 cấp nữa thì khả năng đường môn này đánh khá là cháy nè mày. Hàng gì Jin hồ báo đánh không thua gì ai nè mày, quá dữ. Rồi. Ok vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ra đấu thứ ba. Con này thì cứ vẫn khép góc 6 giờ này nha anh em, để năm động khó mà cách mua cũng như là khó mà xuất hiện những skill bất độc xuyên tâm. Ok. Bây giờ Khải các mình năm động đi cách bùa như nào. Vô nè. Một bùa nè. Phải vô được hai bùa anh em à, phải cắt được hai bùa thì mới cơ hội thắng. Hai bùa nè. Ui giời đâu. Má sấy cũng đâu vãi chưởng. Ui vô. Ui vô. Chạy không nói luôn trời. Má. Càng như gia đàn nha. Quá dữ nè mày. Ok. Đó cái đó là mới đứng yên một chỗ đợi năm độc tự đánh mà cũng khó cỡ đó luôn nè mày. Tính ra đọc móc 158 nhưng mà đường môn khỏe ghê trời. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trận ra đấu thứ tư nha nè mày. Ok nè mày, và chúng ta phần thắng đang nghiêng về đường môn 21 nè mày. Thực sự là sau khi mà đạt được cái móc ngưỡng 158 ở cái đường môn nè mày, thực sự là đường môn khỏe vãi đái luôn nè mày. Hồi nãy Khải mua thêm được một phi phong kỹ năng 1 cấp nè, kèm với cái nỏ này tâm nhãn 2 cấp thì đạt 158 rồi nha nè. Hiện tại tốc của con đường môn là 188, đạt 158 nha nè. Với lực tay hơn 10k. Còn bên con năm động này thì phòng thủ Khải 75+2, 75+1 kháng hàng, 75+3 kháng lôi, 75+1 kháng họ, 75 kháng độc. Đó là xếp đồ đây. Nhưng mà có vẻ phải trụ được nè mày, không trụ nổi nè mày. Quá nữ thiệt. Tâm này năm độc kiểu xuống kèo dưới rồi nè mày. Hôm qua mà con đường môn mà không có phi phong á mọi người. Hôm qua mà đường môn không có phi phong nha. Anh em có thể xem theo dõi video trước. Hôm qua con đường môn không có phi phong á thì cái tầm nhãn nó có 2 cấp thôi. Thực sự là đánh 9 trận thì con năm đồng đã ăn hết 8 trận rồi nè mày. Đường môn chỉ ăn được 1 trận 1 thôi. Nói chung là tỷ lệ cho đường môn sau khi không đạt được móc đánh rất là kém. Không thể nào thắng được năm đồng luôn. Nói chung là tỷ lệ thắng năm đồng không có luôn nè mày. Còn nhưng mà hôm nay có thêm phi phong rồi. Đúng là có thêm một phòng dán xe bào đeo vào như hổ mọc thêm cánh luôn nè mày. Quá dữ luôn. Nói chung là nó đạt được cái ngưỡng là chống phái 35 nè. Đạt được ngưỡng chống phái 35 là cái tâm nhãn nè. Thì nó vượt móc nè mày. Vượt tóc nè mày. Đây. Vượt tóc lên 158. Thực sự là solo ngồi thì bá đạo rồi. Tầm này thì vào tống kim cánh lệnh bài và phi tóc thì sẽ đạt 2 số 1 tống kim. Thì anh em cùng chờ đợi vào ngày mai Khải sẽ đánh tống kim lấy tóc cho anh em xem nha. Nói chung là Khải sẽ cố gắng laptop cho anh em xem. Hôm trước là không đạt móc thì Khải cũng được top 9 này. Nhưng mà tầm này đã đạt móc rồi thì Khải cảm nghĩ thì lấy cái top tông kim thì nó khá đơn giản này mà. Rồi ok. Trận đấu chúng ta ra đấu thứ tư để chính thức bắt đầu. Ây. Ây. Ui giời. Không kịp nhồi máu luôn em ơi. Vãi nồi thiệt. Rồi bây giờ này anh em, sau 3 round, 4 round chúng ta thấy đường môn có vẻ ăn tỷ lệ 75% rồi. Năm độc ăn 1 trận rồi. Bây giờ chúng ta sẽ test tiếp theo là Khải sẽ tháo cái phi phong ra là không đạt tốc nha mọi người. Đây, hiện tại đang đạt tốc là 158 nha. 188 này là bằng 158 nha. Với trong phái tầm nhãn 3 cấp. Ok chưa? Thì tốc độ của nó là 149 kèm với nỏ này nọ thì sẽ được 188. Và bây giờ chúng ta sẽ test không mang phi phong nha. Tháo ra. Rồi, sau khi không mang phi phong thì con này là tâm nhãn còn 34. Thì cái tốc độ đánh nó chỉ còn 155. Ở với 155 này thì nó chỉ đặt một cái nỏ tím thường thôi. Là 126 thôi nha nè. Ok, với tốc 126 như thế nào? Anh em cùng chờ đợi xem. Đi mua máu qua test tiếp cho anh em xem nha. Tí lỡ anh em thấy rồi, 75% dành cho đường môn sau khi đặt móc 158 nha nè mời. Và bây giờ chúng ta sẽ không đặt tốc nha. Ok anh em. Và bây giờ thì sau khi chúng ta lấy phi phong ra rồi thì mất đi một kỹ năng vốn có. Thì hiện tại tam nhãn 34 thì chắc chắn là đường môn sẽ không đạt tốc được 158 nha mọi người, không đạt được 158 nha.
anh em xem trên công kết thì chỉ có 155 thôi. 155 thì nó chỉ đặt vào cái ngưỡng là 126 thôi nha Nam. Rồi ok, đồ đạc vẫn như cũ, không gì thay đổi nha Nam. Rồi, vẫn khép gấp 6 giờ. Chúng ta cùng trở qua ông Nam Động. Với cái ngưỡng mà không đặt như thế này, chúng ta cùng chờ đợi xem đường môn có sấy Nam Động chết ngay tức khắc như những video trước hay không nha, như những trận đấu trước hay không nha. Ở lần trước, 4 trận đấu trước thì chúng ta đã chấp nhận với tỷ lệ là đường môn win 75%. Win 4 trận thì Nam Độc chỉ ăn được một trận, còn đường môn ăn 3 trận cuối nha nè. Là chốt kèo là đường môn đã win. Và chúng ta sẽ rút phi phong ra rồi. Chúng ta cùng vô kèo không phi phong, không đặt tóc. Với lượt tây hơn 9k rưỡi thì đường môn sẽ ăn hay không nha. Vô nè. Một bùa nè. Với cái lượt tây này thì không chết được Nam Độc liền đây mà. Ui. Ý da. Ý da. Ui. Xém chết rồi nè mà. Anh em thấy quanh bùa khó khăn không? Quanh bùa đúng khó luôn á. Với cái này thì sẽ là một sự rất là đơn giản tranh cho Nam Độc. 1-0 anh em ơi. Đó. Anh em thấy cái sự khác bọn chưa? Với một bên là mắt, một bên là đạt tóc chứ. Còn bây giờ không đạt nó khác hoàn toàn anh em ơi. Ok, dùng khai sẽ đi thêm mua vài bình máu nữa. 1-0 đầu tiên dành cho Nam Độc anh em ơi. Hiện tại bây giờ con binh con đường môn còn 45 binh, họ sẽ mua cũng tầm 45 binh nha nè. Nói chung là con Nam Độc muốn ăn đường môn làm gì, làm phải cắt được hai cái bùa đó mà. Phải cắt được cái bùa xương tâm độc thích âm kháng độc kèm với cái bùa vạn độc thực tâm thì may ra mới có cơ hội win nha nè. Còn không thì rất khó nè mà. 45 thì họ sẽ mua 10 13 bình cửu chuyển và 32 ngũ hoa. Rồi. Chúng ta vào. Tiếp tục ra đấu thứ hai nha nè, tiếp tục ra đấu thứ hai với đường môn không đặt tóc nha, cầm nỏ hồng kiêu nhưng mà không đặt tóc nha mọi người. Nếu không đặt tóc này thôi, có lực tây của đường môn với hở hơn 9k máy thì nó không có dứt điểm Nam Độc liền được nè mà. Em thấy sự khắc bọt của sức mạnh của đặt tóc chưa, đùng cái chết luôn, không kịp nhồi luôn á. Cho nên em xem lại đường lực tây của đường môn nè. Đường môn này là đó, tóc 155 thì đạt 126 thôi nha em ơi. 126 thì cái nỏ thường nó cũng đạt được rồi. Nỏ thường cũng đạt được rồi. Và lực tây hiện tại là 9.700 nha mọi người. 8.1 và 9.700. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đến round đấu thứ hai. Round đấu thứ hai của hiệp thứ hai. Của trận đấu thứ hai. Rồi, ok anh em ơi. Và giờ chúng ta sẽ đến trận đấu thứ hai. Ở trận đấu đầu tiên thì Nam Độc đã ăn 1-0 nha em ơi. Này thì phi không mang đặt móc, không mang đặt móc nha em. Lấy phi phong kỹ năng ra rồi nên là không đạt tam nhãn nha. Rồi vô nhồi máu, vô vô buồn ấy, cố gắng vô buồn ấy. Một bùa, ồ không dính được bùa kìa, mít bùa kìa. Hai bùa, với hai bùa trên đầu thì tỷ lệ Nam Độc win sẽ rất là cao nha em ơi. Ép sát cái bắt động, đúng rồi win nha em, ép sát bắt động là win nha em ơi. Đó, vô được hai bùa thì anh thêm vài đao chín ít thì đường môn không có túi nữa mà. Ok. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn xem. 2-0 dành cho Nam Động như nào. Và bây giờ sẽ tiếp tục đến trận đấu thứ ba. Anh em thấy sự khắc một chưa? Không có nỏ đạt tốc đó, thì thực sự rất khó mà ăn được Nam Động này mà. Với tốc 126 thì tốc đánh như vậy thì không thể nào ăn được Nam Động luôn. Với hai trận đầu tiên em cũng đã thấy thì đường môn không có cửa sấy dứt điểm được Nam Độc. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến trận thi đấu rào đấu thứ ba của trận thi đấu thứ hai giữa Nam Độc đường môn khả năng test treo ạt một chỗ nha mọi người. Ở trận này Khải sẽ đánh cho Nam Độc đứng đường môn đứng góc 3 giờ. Nói chung là hiện tại Khải chỉ test máu thôi nha Nam, chứ Khải không có test giả độc này nọ nha. Khải chỉ test máu thôi, hai bên đều đồng máu nhưng mong bên này thì hồi nãy của bên kia là 32. Này Khải cũng chuẩn bị cho mình 32 nha nè. Bây giờ Khải sẽ mua 11 bình máu này đỡ combo double máu hai bên hai lần. Để nó cháu hơn tí để nhồi được cái bùa. Nói chung cái này Khải test đứng yên một chỗ thôi, còn nếu mà đỡ mà bơ ca, ai mà cầm bơ ca thì Khải nghĩ con đường môn cũng có thể quán, cũng có thể win nha nè. Cũng có thể win được. Rồi, cái đó là cái trình bơ ca của mỗi người là Khải không nói đến nha. Cái này Khải đang test là cái test cái đam của Nam Độc thôi, cùng test với đam của đường môn này. Nam Độc búp xuyên y phải giáp à?
Ở server này thì Sơn Y phải giáp không yên thua nè mà. Khả năng đánh và hướng độc sắc là cao nha em. Tại vì cái ở server này á, nhiều anh em chắc không biết. Bắt độc xuyên tâm ở server này là cực kỳ khỏe nè mà. Với 20 skill cộng với 2 cấp là thành 22 thì độc sát lên đến 149 lần trên giây. Thì cái độ sức chiêu bắt độc xuyên tâm á, nó sẽ rất là tốt, rất là nhanh rồi, không nói rồi. Nhưng mà lượng độc sát như thế này thì vẫn đánh cái hướng độc sát nó vẫn tốt hơn như nè. Nó cũng bằng skill âm phong thực cốt luôn này mà. Âm phong thực cốt này thấy không? Trưởng khá là chậm. Với độc sát là 149 lần, 49 điểm trên lần. Thì nó tương đương với một cái skill 3x. Thì skill 3x này nó sức chiêu rất là nhanh. Đó, anh em thấy chưa? Nên là Khải không còn tăng cái điểm sư người phải giáp làm gì. Khải đang đánh thẳng vào hướng độc sát nha em ơi. Vùi thẳng hướng độc sát luôn á. Khải chỉ cố gắng bút hai bùa thôi chứ không cần bút nhiều. Rồi ok, và chúng ta sẽ đến round thứ 3. Giữa Nam Độc với đường môn không đạt tốc 158. Rồi, trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Vô bùa. Một bùa nè. Hai bùa, không không được. Ấy da, ấy da, ấy da, hai bùa. Ấy da, ấy da. Hai bùa không? Chưa đưa vô được bùa luôn. Ấy da, ấy da, ấy da. Chưa vô được bùa anh em à. Rồi vô nè. Ấy da, đâu 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 đâu. Ui vô. Đâu vậy? Ui vô. Ui, xé chạy không nổi luôn anh em ơi. Gần hết máu rồi. Ui vô. Bắt đầu. Đó, anh em thấy không? Bắt đầu kéo gờ không? Đó. Đau 9x đó thì nhiều khi khó mà kết thúc được đường môn, nhưng mà anh em thấy cái bắt đầu không? Quá dữ luôn em ơi. Đường môn không thể nào mà đỡ nổi cái đường bắt đầu luôn em ơi. Rồi ok. Giờ chúng ta sẽ làm rào đấu cuối cùng, có thể nói là rào đấu thứ tư. Hiện tại anh em đọc đã thắng 3 trận liên tiếp nha em ơi. Và chúng ta đi một máu, mỗi con 30 bình nha em ơi. Đường môn pha rồi thì thực sự với không đặt tóc thì không thể nào kết thúc được năm độc này mà. Không thể nào kết thúc được năm độc luôn. Đúng rồi, mạch 4 kim thì nói làm gì nữa hãy hòn. Cái này mình đang test là kiểu đi solo liên đấu 1-1 mà em. Solo liên đấu 1-1 thì không ai mà ngu ngốc mà đến mức mà bận full kháng độc đỡ mà đi đánh một mình năm độc em. Cái này đang test gọi là liên đấu ở trong khu vực. Liên đấu 1v1, liên đấu tự do. Đó. Liên đấu tự do thì chắc chắn là phải bận full đồ theo kiểu này chứ. Sao mà bận theo kiểu mà auto kháng độc được em? Nếu em bận kiểu đó thì em cố tình em giết năm độc 100% thì cái đó là năm độc xin phép thua. Đó. Còn đây là mình đang test là với hướng solo liên đấu tự do nha em. Chứ còn bận full kháng độc thì năm độc tuổi gì nữa. Kháng độc rồi năm độc tuổi tôm luôn. Nói chung là với cái hướng này thì anh em cũng đã thấy Khải đang test ở đây á, là một video ngắn gọn để anh em test ở đây là con đường môn nó đạt được tóc hay không. Và nếu không đạt thì nó như thế nào thôi nè. Vừa rồi thì anh em có thể theo dõi lại 4 trận đấu trước. Thì con đường môn nó đạt được 158. Con đường môn nó đạt được 158 thì năm độc không có túi nè mà. Thực sự là năm độc không có túi luôn. Không thể cách bùa luôn. Đó. Thì so với tỷ lệ 158 thì cũng năm độc không có vé số. Đó. Nhưng mà bây giờ thì Khải đã rút ra phi phong thì cũng năm độc. Cửa trên nè mà. Đó. Rút là cửa trên nè mà. Quá dữ luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến round thứ tư. Round thứ tư này là Khải sẽ đỡ cho anh em xem bên con đường môn nha. Cho con đường môn nó tự đánh nha nè. Khép góc rồi cho tự đánh nha. Rồi, đứng tự đánh thôi. Còn năm độc sẽ đứng bên ngoài. Đó. Nói chung là mỗi bên đều ăn băng. Hai bên đều ăn băng. Vô bùa. Ấy da, ấy da. Xem chết. Vô bùa. Cái này là đường môn không đặt tóc, đâm ra nó kết thúc không được này mà. Nó kết thúc không được. Khép góc. Ui. Sấy chết luôn kìa. Tỷ lệ vẫn là 75 này mà. Ngược về cho năm độc này mà. Đù. Má nó uống máu không kịp đâu. Knock out liền này mà. Knock out con năm độc này. Đường môn này còn thừa máu này mà. Rồi nói chung thì sau vài trận cho anh em xem thì anh em còn biết thì con đường môn này mà. Nó mà không đặt tóc á, tỷ lệ nó thắng năm độc thì chỉ có 25% thôi. Đó. Rất khó nè mày. Còn mà nó đặt móc á thì nó lại khác hoàn toàn nè mày. Nếu mà nó đặt móc nè, đó khả năng phi phong vào thì nó đặt móc thì nó sấy năm độc không kịp chạy luôn nè mày. Ok. Giờ chúng ta sẽ quýnh thêm một trận nữa cho anh em xem. Một trận nữa là coi như là đường môn đặt móc nha. Chung tỷ lệ là dành cho đường môn thắng khá là cao. Với điều kiện là đường môn phải đặt móc nha mày. Đường môn phải đặt móc 158 nha. Rồi, bây giờ chúng ta bằng khép góc thôi. Không còn mua dao động luôn. Rồi,
test máu thôi, không còn mua dao động nha. Rồi 26 bình, thầy cho anh em đọc 26 bình tiếp tục test tiếp một phát nữa nha anh em. Chung là sau 8 trận trôi qua thì ở trận đấu đầu tiên thì chúng ta đã diễn ra 4 round, thì con đường môn với phi phong với nỏ thì đặt đặt móc 158 thì đường môn thắng tỷ lệ 75% với Nam Động nha anh em. Còn sau khi tháo phi phong ra, sau khi tháo phi phong ra thì con Nam Động có thể nói rằng là Nam Động là cửa trên nha anh em, Nam Động cửa trên. Ok, và chúng ta sẽ làm một trận nữa và trận này coi như là trận kết thúc video nha anh em. Là sức mạnh của đường môn đạt tốc 158 hoàn toàn khá là khác nè mày, hoàn toàn khá là mạnh nè mày, thực sự luôn, cái này Khải Khải cảm nhận luôn nè mày. Rồi với đọc móc 158 và lực tay hơn 10k, chúng ta cùng chờ đợi trận cuối cùng này nhá, xem thử đường môn có quyết được thì Nam Động không nha. Khải nghĩ tiếp tục là đường môn là cửa trên này mà. Trận này thì đường môn cửa trên rồi, Nam Động thì vẫn như cũ không gì thay đổi, chỉ ở đây là video này chỉ thay đổi ở đường môn thôi, đạt tốc với không đạt tốc 158 nha mọi người. Rồi let's go let's go. Đó, một bên đều 26 bình nha nè. Quá phải rồi, sấy gớm thiệt. Tính ra tỷ lệ 75-75 rồi nè mọi người, 75%. Bây giờ này anh em cùng để ý đường môn này, đặt 158 này, nó sấy năm độc không đẹp không yên tiền luôn nè mọi người. Với chống phái 315, sấy năm độc không đẹp không yên tiền luôn. Nó thiệt là khó mà cắt được cái bùa luôn. Sợ không cắt được bùa là năm độc là out rồi. Rồi, chuẩn bị nè. Anh em đang theo dõi video Khải test tốc đường môn 158. Đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và những anh em nào mà có đam mê hệ chơi đường môn thì đừng quên, đây cũng là một clip để cho anh em tham khảo cũng như là học hỏi kinh nghiệm nha anh em ơi. Rồi, vô nè, vô bùa nè. Một bùa. Ui. Hai bùa. Ây da. Vô đam nè. Ây da. Vô đam nè. Vô được hai bùa rồi, vô hai bùa rồi, cơ hội thắng có được không? Thắng được đâu mà hết đường máu luôn, cứ nghĩ là vô được hai bùa cơ hội thắng mà khó quá rồi. Nói chung là thua. So sánh với tỷ lệ như thế này thì con đường môn ao trình quá rồi, hơn nỏ hồng kim rồi, hơn nỏ hồng kim rồi. Nói chung cũng đặt móc 158 nữa thì năm độc xin phép bó tay, tỷ lệ thắng rất khó rồi, chỉ 75%, chỉ 25% chứ, chỉ 25% dành cho năm độc thôi. Rồi ok, cảm ơn em đã theo dõi video này cùng test với Khải, và đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ hỗ trợ em ơi. Và không gì hơn thì kính chúc em một buổi xem video vui vẻ, và đừng quên xem live trực tiếp của Khải vào lúc 11:50 buổi trưa cũng như là 19:50 vào buổi tối hàng ngày em ơi. Ok, và bây giờ thì Khải xin phép tạm dừng video tại đây, kính chúc em ngủ ngon nha. Ok, bye bye mọi người, bye bye anh em nha, bye bye tất cả anh em, hẹn anh em mai gặp lại nha mọi người, bye bye hải hoàng nha em ơi, bye bye tất cả mọi người nha, bye bye anh em.